diện tích nước Việt cổ lớn gấp 10 lần ngày nay. Vùng đất phía Bắc của người Bách Việt từng lên đến tận phía Nam sông Dương Tử hay Trường Giang, tới khu vực Hồ Động Đình, tức tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc của Trung Quốc ngày nay. Việc này không chỉ được ghi nhận lại trong các truyền thuyết mà còn nằm trong những chứng tích của lịch sử. Truyền thuyết. Theo Lĩnh Nam Trích Quái, Huyền Sử thì ông nội của Lạc Long Quân là Đế Minh, cháu ba đời của Thần Nông, sinh ra con cả là Đế Nghi. Khi Đế Minh đi tuần thú phương Nam thì gặp và cưới con gái bà Vũ Tiên, sinh ra Lộc Tục. Ngay từ tấm bé, Lộc Tục đã thể hiện rất thông minh và đoan chính. Đế Minh rất ngạc nhiên trước tư chất thông minh và tài trí của Lộc Tục nên muốn chọn làm người nối ngôi. Thế nhưng Lộc Tục lại muốn nhường ngôi cho anh mình là Đế Nghi. Cuối cùng Đế Minh quyết định truyền ngôi cho con trưởng Đế Nghi làm vua phương Bắc và cho Lộc Tục làm vua phương Nam, lấy sông Dương Tử làm giới tuyến. Ông tế cáo trời đất trên thiên đài rằng: trước đất trời nguyện rằng Nam Bắc cương thổ có khác, Nam không xâm Bắc, Bắc không chiếm Nam, kẻ nào phạm lời nguyện thì chết dưới đau thương. Từ đấy, phía Bắc sông Dương Tử do Đế Nghi cai quản, phía Nam sông Dương Tử do Lộc Tục cai quản. Lộc Tục khi lên ngôi vua lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Năm 2879 trước công nguyên đặt quốc hiệu là Xích Quỷ. Biên giới phía Bắc tới Động Đình Hồ, phía Nam giáp với nước Hổ Tôn, phía Tây giáp với Ba Thục, phía Đông giáp với biển Nam Hải. Như vậy, theo sự phân chia vào thời đấy thì biên giới phía Bắc của người Việt lên đến Động Đình Hồ, phía Nam sông Dương Tử bao gồm các tỉnh của Trung Quốc ngày nay như Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông, v.v. Nếu tính diện tích thì Bắc giáp Động Đình Hồ vĩ tuyến 29 Bắc, phía Nam giáp nước Hồ Tôn, Chiêm Thành sau này vĩ tuyến 11 Nam, phía Tây giáp Ba Thục, tỉnh Tứ Xuyên, kinh tuyến 105 Đông, phía Đông giáp bến Nam Hải, kinh tuyến 118 Đông. Tổng cộng diện tích của Xích Quỷ khoảng 2.900.000 km². Khi vua Kinh Dương Vương mất, con trai là Lạc Long Quân lên nối ngôi, lập ra nhà nước Văn Lang. Khi ấy, biên giới của Bách Việt vẫn được vẹn toàn. Trong khi đó, dù hậu nhân sau này đã mở mang bờ cõi về phía Nam, nhưng lại mất đi phần đất phía Bắc, nên diện tích Việt Nam bây giờ là 331.698 km², tính cả diện tích trên biển chỉ bằng khoảng 1/10 so với trước kia. Dẫu đây chỉ là huyền sử, thì không phải ngẫu nhiên mà các địa danh lại xuất hiện trong huyền sử. Một số nhà nghiên cứu cho rằng huyền sử này đã diễn tả lại một cuộc di dân của người Việt cổ về phương Nam, cũng như sự kết hợp và chia tách của hai chủng Việt cổ lớn thời bấy giờ. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.